Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Em là Đặng Khắc Luân đây. Chào mừng cô chú anh chị các bạn đến với channel của em. Tối hôm nay em đang đi trên đường Cách mạng 8 hướng về quận 4, cầu Ông Lãnh quận 4. Con đường Cách mạng 8 này là cũng khá là dài. Em đang quay trên cái đoạn chỗ khúc với Bùng Binh. Con đường này buổi tối đèn khá là sáng. Ngay chỗ đây có một cái ngân hàng Nam Á, người ta trang trí cái đón năm mới Tết Giáp Thìn này nó rất là hoành tráng luôn, đẹp quá trời quá đất. Đi qua nhiều lần rồi cho nên hôm nay mới quay được, rất là đẹp nha. Let's go. Đi qua rất nhiều cái ngã tư luôn, tại vì nó sẽ bắt ngang từ quận 3 tới quận 1. Này em đang nằm trên cái đoạn quận 1.
cái Bùng Binh về là quận 1 nè, qua Bùng Binh này là tới đường Nghĩa Thị Nghĩa rồi phải. Xuống đây đúng rồi. Sai đường nên đi ngõ cát hết trời. Ra đường Lê Lai này đi đó. Đây là cái công viên ngay đường Lê Lai đây. Bây giờ em đi ra, đang đi ra hướng đường Nguyễn Thái Học rồi đi về. Rồi về cầu Ông Lãnh. Thấy một cái cảnh không nên thấy. Mới thấy một cái cảnh không nên thấy. Đây. Một pha nhầm lẫn rất là thú vị. Cái nhà thờ kia hôm nay
tối quá nó bị tắt rồi. Đi xuống dưới cầu Ông Lãnh rồi. Clip của em cũng kết thúc tại đây. Hẹn cô chú anh chị và các bạn trong một cái video mới nhất của em. Cảm ơn.